Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, sử cũ ghi lại, sau chiến thắng tại trận Xích Bích, Tôn Quyền vì muốn củng cố liên minh Tôn Lưu nên đã chấp nhận gả em gái của mình cho Lưu Bị. Điểm đáng nói còn nằm ở chỗ, Tôn phu nhân khi ấy tuổi đời còn rất trẻ, trong khi Lưu Bị đã bước vào độ tuổi trung niên. Vì vậy, mục đích chính trị của cuộc hôn nhân này cũng là điều mà ai cũng có thể nhìn ra được. Thế nhưng có một điểm còn kỳ lạ hơn nữa, đó là dù đã chung sống với Lưu Bị với danh nghĩa là vợ chồng, nhưng Tôn phu nhân lại không hề có lấy một người con với vị quân chủ này. Phải chăng phía sau điều này còn ẩn chứa bí mật gì hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cuộc sống hôn nhân đồng sàng dị mộng của Lưu Bị và em gái Tôn Quyền. Vào cuối thời Đông Hán, thiên hạ rơi vào cảnh đại loạn, quân Hùng nổi dậy khắp nơi. Lưu Bị cũng là một trong số đó. Thế nhưng vận số của vị quân chủ này hết sức chuyên truyền, từng phải lang bạt nhiều nơi, nương nhờ không ít thế lực, trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể trở thành chư hầu một phương. Năm 210, Lưu Bị thành thân với Tôn phu nhân, em gái ruột của Tôn Quyền. Năm ấy, ông đã 50, còn Tôn Quyền mới 28 tuổi. Như vậy, tuổi tác của Tôn phu nhân hẳn còn nhỏ hơn so với Tôn Quyền. Hơn nữa, cha của họ là Tôn Kiên đã qua đời từ năm 191. Vì thế rất có khả năng vị phu nhân này năm đó không quá 20 tuổi. Đó là chưa kể tới việc, trước khi thành thân với em gái Tôn Quyền, Lưu Bị đã có 3 vị phu nhân và mấy người con. Vậy lý do nào khiến Tôn Quyền phải gả người em gái duy nhất của mình cho Lưu Bị? Nguyên nhân dễ nhận thấy nhất đó chính là vị quân chủ họ Tôn hy vọng có thể thông qua cuộc hôn sự này để tiến thêm một bước củng cố liên minh Tôn Lưu, do đó đã buộc phải hy sinh hạnh phúc của em gái ruột của mình. Xét trên một phương diện khác, Tôn phu nhân cũng có thể là người được phái tới nằm vùng trong tập đoàn chính trị của Lưu Bị, vừa giám sát, vừa thu thập tin tức nội bộ, báo cáo về cho Đông Ngô. Có lẽ cũng bởi cuộc hôn nhân chính trị này có quá nhiều mục đích, cho nên đời sống vợ chồng của Lưu Bị và Tôn phu nhân cũng không lấy gì làm hạnh phúc. Sinh thời, vị phu nhân này được miêu tả là thông minh mẫn tiệp, tính cách cương trường, rất giỏi kiếm cung, rất giống với hai người anh trai là Tôn Sách và Tôn Quyền. Sử cũ cũng đánh giá, bà là người hết sức ương ngạnh và có vẻ rất không thích Lưu Bị cùng thuộc Hán. Có lẽ cũng bởi vậy nên sau khi thành thân, Tôn phu nhân cư xử vô cùng phách lối, gây sự khắp nơi, tính cách và thái độ khác một trời một vực so với hai người vợ trước. Bà dần dần cũng nắm quyền kiểm soát các việc trong nhà và điều khiển cả người con kế nghiệp là Lưu Thiện. Lưu Bị không còn cách nào khác, đành phải cho Triệu Vân quản lý việc trong cung. Vị phu nhân này sau đó mới khiêm nhường hơn một chút. Không lâu sau, Lưu Bị xây dựng một thành trì riêng biệt, thu xếp cho Tôn phu nhân cùng toàn bộ tùy tùng vào đây ở. Việc làm này chẳng khác giam lỏng là bao. Từ đó có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Lưu Bị và Tôn phu nhân vốn dĩ cơm không lành, canh không ngọt. Có lẽ họ không có được với nhau một người con nào cũng phần nào bắt nguồn từ điều này. Lý do khiến Tôn phu nhân không thể có con với Lưu Bị. Không khó để nhận thấy, mặc dù thành thân với em gái của Tôn Quyền khi đã bước vào độ tuổi trung tuần, nhưng sức khỏe của Lưu Bị vẫn được xem là bình thường. Bằng chứng là ông đã từng có tới mấy người con cùng với các vị phu nhân trước đó. Vì thế, việc Lưu Bị và Tôn phu nhân không có con cái không phải bắt nguồn từ vấn đề sức khỏe của vị quân chủ này. Các chuyên gia cho rằng, việc Tôn phu nhân không có con còn xuất phát từ thái độ đề phòng rất rõ ràng của chồng bà. Nguyên nhân khiến Lưu Bị cực kỳ đề phòng với người vợ này bắt nguồn từ hai lý do chủ yếu sau đây. Lý do thứ nhất, việc Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị ẩn chứa rất nhiều mục đích. Như đã nói ở trên, Tôn Quyền một mặt thì dùng cuộc hôn nhân này làm công cụ để củng cố liên minh kháng Tào. Thế nhưng mặt khác lại âm thầm xem em gái như một tình báo. Theo Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng năm xưa đã nói một câu vạch trần chân tướng. Chúa Công khi ở công an, phía Bắc úy kỵ Tào Công cường mạnh, phía Đông lo lắng Tôn Quyền bức bách, ở gần lại sợ Tôn phu nhân sinh biến ngay sát nách. Tình thế lúc ấy thật là tiến thoái lưỡng nan. Thực tế lịch sử cũng đã chứng minh câu nói này của Khổng Minh quả thực đã ứng nghiệm. Ngay sau khi Lưu Bị nhập xuyên, Tôn phu nhân liền lập tức trở về Đông Ngô, hơn nữa còn bắt theo con riêng của chồng là Lưu Thiện đi cùng, khiến cho Khổng Minh phải cử Triệu Vân đi đoạt lại. Các sử gia cũng cho rằng việc Tôn phu nhân trở về Đông Ngô thực chất đã giảm bớt nỗi lo cho Thục Hán. Bởi thẳng thắn mà nói, Tôn Quyền sở dĩ gả em gái cho một người đứng tuổi như Lưu Bị, mục đích là tiện cho việc cướp lấy Kinh Châu sau này mà thôi. Lý do thứ hai,
Lưu Bị không muốn vị trí kế nghiệp của Lưu Thiện bị lung lay. Giả sử Tôn phu nhân có con với Lưu Bị, hơn nữa lại là con trai, vậy người con này nhất định sẽ nảy sinh uy hiếp đối với vị trí của Lưu Thiện. Mặc dù Lưu Bị một mực muốn Lưu Thiện trở thành người kế nghiệp, thế nhưng phía bên Đông Ngô nhất định sẽ ủng hộ cho con trai của Tôn phu nhân. Một khi nảy sinh tình thế như vậy, nội bộ Thục Hán sẽ xuất hiện mâu thuẫn và nhanh chóng chia bè kết phái, thậm chí có khả năng còn xảy ra cảnh ruột thịt tương tàn. Đây chính là điều mà Lưu Bị không muốn thấy hơn cả. Từ những minh chứng trên đây, có thể thấy Tôn phu nhân không tình cảm với Lưu Bị, hơn nữa bản thân Lưu Bị cũng đề phòng người vợ này. Vì thế, cuộc hôn nhân của họ chẳng khác với câu đồng sàng dị mộng là bao. Đây rất có thể là nguyên nhân khiến cho hai người không có với nhau bất kỳ một người con nào, dù đã từng trải qua một thời gian chung sống bằng danh phận vợ chồng. Quý vị thân mến, cả đời Lưu Bị gặp và kết duyên với rất nhiều phụ nữ, nhưng duyên vợ chồng rất trắc trở, nhiều người ra đi từ khi còn quá trẻ. Theo ghi chép trong sử sách, thê thất của ông gồm có Mi phu nhân, Tôn phu nhân, Ngô phu nhân và Cam phu nhân, người hy sinh quên mình, người xuất thân cao quý dòng dõi quý tộc nhưng lại có người là quả phụ. Vậy trong số đó, ai mới là hiền thê đích thực của ông? Ai mới là người được vị quân chủ này yêu thương nhất? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong các phu nhân của Lưu Bị, Mi phu nhân là người đáng thương nhất. Kiến An Nguyên Niên, lã bố đột kích Hạ Phi, toàn bộ gia quyến và tài sản của Lưu Bị đều thuộc về lã bố. Trong khoảng thời gian đó, Lưu Bị vô cùng chán trường, sống vất vưởng ở Hải Tây, Quảng Lăng, nay là Giang Tô. Tại đây có phụ ông tên là Mi Trúc đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ Lưu Bị. Ông ta đã quyên góp tiền bạc giúp đỡ Lưu Bị nuôi quân, thậm chí còn gả em gái cho Lưu Bị. Trong lúc khốn cùng, lại nhận được sự trợ giúp to lớn, Lưu Bị đã lấy em gái Mi Trúc và lập làm chính thất. Năm 208, Tào Tháo mang đại quân đánh chiếm Kinh Châu, Lưu Bị thua trận bỏ chạy. Em họ Tào Tháo là Tào Thuần dẫn quân truy kích đến Đông Dương, Trường Bản, bắt được gia quyến của Lưu Bị, trong đó có Mi phu nhân và Cam phu nhân. Triệu Tử Long đơn thương độc mã đánh trận Trường Bản, cứu được A Đầu. Mi phu nhân đã nhảy xuống giếng tự vẫn để khỏi vướng chân Triệu Tử Long. Tuy đây chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết Tam Quốc Chí mà không tìm thấy ghi chép trong lịch sử, nhưng điều này có thể chứng minh được tấm lòng trung thành và sự hy sinh cao cả, không chút tính toán của người phụ nữ này dành cho Lưu Bị. Cam phu nhân không phải là chính thất mà còn đứng dưới Mi phu nhân. Cam phu nhân được mô tả là người có nhan sắc như ngọc, tính tình hiếu đức, hiểu đạo nghĩa. 18 tuổi đã trở thành mỹ nữ, rất được Lưu Bị mê đắm. Lưu Bị thường để cô cùng ở trong chướng lụa, đứng ở ngoài trời mà nhìn. Cam thị giống như tuyết trắng, ngưng tụ dưới ánh trăng vậy. Bà lấy Lưu Bị và theo chồng vào sinh ra tử, bôn ba khắp nơi. Trong suốt 15 năm, luôn âm thầm thay Lưu Bị lo liệu việc nhà, tạo hậu phương vững chắc, giúp chồng xây đại nghiệp. Tuy không được nhắc đến nhiều, nhưng bà chính là vị hiền thê có công lớn nhất của Lưu Bị. Chính Giả Cát Lượng từng dùng 8 chữ, lữ hành tu nhân, thục thận kỳ thân, viết trong tấu sơ dành cho Cam phu nhân. Tức là làm việc gì cũng luôn giữ đúng lễ giáo, hợp quy định, luôn thận trọng và hiền thục. Chính vì thế, có thể lý giải được việc Triệu Tử Long đã liều mạng để cứu Mi phu nhân, Cam phu nhân và hậu chủ A Đầu ở Đương Dương, Trường Bản. Bởi vì một người hy sinh âm thầm không tính toán như Mi phu nhân và một Cam phu nhân đức hạnh thì có chết vài lần cũng đáng. Năm 209, Cam phu nhân mắc bệnh qua đời. Tình cảm của Lưu Bị dành cho Cam phu nhân cũng rất thâm sâu. Trường Vũ năm thứ hai, tức năm 222, ông đã truy phong thụy hiệu cho bà là Hoàng Ân phu nhân. Chữ ân này để bày tỏ lòng tiếc thương và nỗi nhớ khôn nguôi về người vợ hiền đã cùng ông đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử, nếm mật nằm gai mà chưa ngày nào được hưởng trái ngọt. Sau này, khi con trai Lưu Thiện nối ngôi đã truy tôn cho mẹ là Chiêu Liệt Hoàng hậu. Sau khi Cam phu nhân qua đời, Lưu Bị lấy Tôn Thượng Hương. Bà là người con gái duy nhất, bà là con nhỏ nhất của Tôn Kiên và là em gái của Tôn Sách và Tôn Quyền, những người tạo dựng cơ nghiệp nước Đông Ngô liên minh với Thục Hán trong một thời gian dài. Tam Quốc Chí của Trần Thọ chép rằng, nguyên trước Tôn Quyền gả em gái cho tiên chủ, em gái vốn là người tài giỏi, nhanh nhẹn, cường mãnh, có phong thái của các anh. Thị tỳ hơn 100 người đều quen cầm đao đứng hầu. Tiên chủ mỗi lần vào đều thấy lạnh cả người. Giả Cát Lượng cũng đánh giá về Tôn phu nhân như sau. Chúa Công khi ở công an, phía Bắc úy kỵ Tào Công cường mạnh, phía Đông lo lắng Tôn Quyền bức bách, ở gần lại sợ Tôn phu nhân sinh biến ngay sát nách, tình thấy lúc ấy thật là tiến thoái lưỡng nan. Tôn phu nhân là người đa tài, hoạt bát,
cương trực, mạnh mẽ như một nữ hán tử, mà không chút ủy mị, hiền dịu của một công chúa lá ngọc cành vàng. Xung quanh Tôn phu nhân, lúc nào cũng có hàng trăm thị tỳ được trang bị đầy đủ vũ khí theo hầu và bảo vệ. Bà đã biến khuê phòng thành chiến trường, còn mình đóng vai nữ tướng oai phong lẫm liệt. 2 năm sau, mối quan hệ giữa Ngô và Thục bắt đầu căng thẳng. Tôn phu nhân quay trở về với anh trai của mình là Tôn Quyền. Theo những gì Triệu Vân viết, thì bà định mang theo con trai của Lưu Bị là Lưu Thiện với mình. Tuy nhiên, đã bị Trương Phi và Triệu Vân chặn lại. Sau khi hai bên thương thuyết, Tôn phu nhân để lại Lưu Thiện và về nước Ngô. Kể từ đây, hôn nhân giữa bà và Lưu Bị chấm dứt. Bà không bao giờ gặp lại Lưu Bị và sử sách cũng không có nói gì đến chuyện bà tái giá. Cũng có chuyện kể rằng, sau khi Lưu Bị qua đời, bà đã trầm mình xuống sông tự vẫn. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau trận Di Lăng, có kẻ phao tin Lưu Bị chết, bà đã trầm mình xuống sông tự vẫn. Có miếu thờ bà bên đấy, gọi là miếu Khiêu Cơ. Cũng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, bà được miêu tả là người có tính khí nóng nảy và rất cứng đầu. Tiểu thuyết nói rằng bà hay gây rắc rối và thường các tướng sĩ của Lưu Bị phải để mắt đến Tôn phu nhân. Tôn phu nhân với tư cách là vợ của Lưu Bị cũng 2 lần bị sử dụng trong các mưu kế của Chu Du và Tôn Quyền nhằm mục đích chống phá nhà Thục. Tôn phu nhân bỏ đi. Năm 214, Lưu Bị lấy một quả phụ. Lúc này, Ngô phu nhân đã 33 tuổi. Ngô phu nhân vốn là trẻ mồ côi, nhưng thầy bói nói bà có tướng đại phúc đại quý, sau này sẽ làm hoàng hậu. Chính vì thế, Lưu Yên đã cưới cho con trai thứ 3 của mình là Lưu Mạo. Sau này, Lưu Mạo chết trẻ, Ngô phu nhân thành quá phụ. Quần thần khuyên Lưu Bị nên lấy Ngô thị vì vừa xinh đẹp lại nết na. Kiến An năm thứ 24, Ngô phu nhân được lập là Hán Trung Vương Vương hậu. Trương Vũ Nguyên Niên năm 221 được lập làm Hoàng hậu. Kiến Ưng Nguyên Niên năm 222 được sắc phong làm Hoàng Thái hậu. Đây cũng là vị Hoàng hậu duy nhất được sắc phong khi còn sống. Quý vị thân mến, lý do Tôn phu nhân không thể có con với Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị là: lý do thứ nhất, việc Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị ẩn chứa rất nhiều mục đích. Lý do thứ hai, Lưu Bị không muốn vị trí kế nghiệp của Lưu Thiện bị lung lay. Nếu quý vị yêu thích Tam Cung Diễn Nghĩa, hãy đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày nhé!